Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Trung Bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Nhiệt độ cao nhất giao động từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa rào và dông vài nơi, tập trung vào chiều tối và đêm, cục bộ có mưa vừa mưa to, nguy cơ xảy ra ngập úng rất cao. Vì vậy, người dân nên chú ý tránh những tuyến đường ngập nhằm bảo vệ tài sản và phương tiện cá nhân. Dự báo chi tiết về thời tiết Hà Nội ngày 7 tháng 7 như sau. Ban ngày, từ năm ngày 7 tháng 7, thời tiết sáng và chiều tại Hà Nội có mây, có lúc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Trong cơn dông cần đề phòng có lốc, xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban ngày dao động trong khoảng từ 31 đến 33 độ, độ ẩm thấp nhất ngày phổ biến từ 80 đến 82%. Hướng gió, Nam Đông Nam đến Đông Đông Nam, vận tốc 7 km một giờ, gió giật mạnh với vận tốc 20 km một giờ. Giữa trưa chỉ số UV tối đa tiếp tục đạt ở mức độ 5 và có nguy cơ gây hại trung bình cho làn da và sức khỏe, mặc dù nguy cơ gây hại trung bình nhưng vẫn nên ở dưới bóng mát trong thời gian ban trưa, che chắn khi ra ngoài, bôi kem chống nắng và đeo kính râm khi có nắng gắt. Ban đêm Thời tiết buổi tối và đêm ít mây có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa vừa đến mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ ban đêm dao động trong khoảng từ 26 đến 27 độ. Độ ẩm trung bình ở mức 84 đến 88%, hướng gió nam đến tây nam, vận tốc 9 km một giờ, gió giật mạnh với tốc độ từ 20 đến 24 km một giờ. Do rảnh áp thấp có trục qua Bắc Bộ, nên vùng hội tụ gió lên đến 5.000m, còn duy trì đến khoảng ngày 9 tháng 7. Khoảng từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 7, áp cao cận nhiệt đới có xu hướng lấn tây, hình thành rãnh áp thấp có trục qua trung và nam bộ, sau rãnh áp thấp có xu hướng nâng trục lên phía bắc. Ở phía nam, gió mùa tây nam có cường độ trung bình đến mạnh. Cảnh báo Bắc Bộ từ ngày mùng 8 đến ngày mùng 9 tháng 7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to và thời kỳ từ ngày 12 đến 15 tháng 7 khả năng có mưa rào và dông rải rác. Trung Bộ ngày mùng 8 tháng 7 ở khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Từ ngày 8 đến ngày 13 tháng 7, khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và dông rải rác. Thời gian mưa tập trung vào chiều tối và tối. Tây Nguyên chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 9 tháng 7 có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to. Nam Bộ chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to. Từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 7 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.